Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 20 tháng 10 2024. Em có giày đủ ít áo được em mua trực tiếp từ bên Nhật về. Và trong cái video ngày hôm nay thì toàn bộ áo là áo mới hết luôn nha mọi người. Áo mới hết luôn. Nhân ngày 20 tháng 10 thì cũng là ngày của chị em phụ nữ thì em cũng xin chúc cho chị em phụ nữ luôn luôn trẻ trung, luôn luôn xinh đẹp và gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống nha. Rồi, video hôm nay toàn bộ cái sản phẩm thì hôm nay là được miễn phí vận chuyển hết nha mọi người. Và đặc biệt là trong video của ngày 20 tháng 10 hôm nay thì sẽ có một cái thùng nhỏ nhỏ, mọi người thấy em để cái bên này ha. Đây là cái thùng em mua được một cái hộp, trong đây toàn là kính không nha. Em mua được một cái hộp này kính không và em quyết định là sử dụng cái hộp kính này để em tặng cho những cái sản phẩm ngày hôm nay. Kính này là để tặng thôi nha mọi người, chứ không phải là không bán nha, mà chỉ để tặng thôi, mua gì chỉ để tặng thôi. Em mua được một hộp ở bên Nhật nè. Và trong cái hộp kính này em cũng đã lựa ra những cái nào mà tặng thì phải lựa ra cho nó còn ngon còn được nha. Trong cái số kính em tặng thì chỉ có một hoặc hai cái là nó bị xước nhẹ nhẹ thôi, xước nhẹ thôi nha. Còn đa số còn lại là chưa có chày xước nha mọi người. Tặng thì cũng phải cho coi cho được, chứ không có phải là lấy cái đồ mà chày chụa xài không được mà tặng nha. Dạ không có nha. Những cái gì xước, những cái kính nào mà xước á nhiều á là em sẽ bỏ qua một bên, em không có tặng. Rồi, ok. Đặc biệt là cái cách tặng là giống như là khách hàng nào mà mua sản phẩm của ngày hôm nay, trong ngày hôm nay nè, bất cứ là mua cái sản phẩm nào của ngày hôm nay là được tặng một cái kính. Và một lát nữa em sẽ cho mọi người xem kính nó gồm có những gì, những cái kính nào chiều ngang bao nhiêu để mọi người chọn ha. Ai chọn trước thì sẽ có cơ hội lựa được nhiều hơn là những người khác ha. Rồi, ok. Vậy thì em xin vô chi tiết nha. Dạ mọi người, em cũng nói lại cách đo của em á. Em đo chiều ngang và chiều dài. Thì chiều ngang là em đo từ cái nách này qua nách bên kia, từ nách bên kia qua nách bên đây là chiều ngang. Chiều dài là em đo từ cái cổ phía sau và cái vạt áo phía sau nha mọi người. Đó là chiều ngang và chiều dài. Và em lấy chiều cao trung bình của một người là 1m65 để em quy ra cái cân nặng của mà em áp vô cho mỗi cái áo của ngày hôm nay. Thì anh chị mình để ý, anh chị mình muốn mặc rộng hay là mặc ôm gì đó thì khi anh chị mua hàng nhớ cho em biết cái thông tin đó để em sẽ đáp ứng đúng với nhu cầu của mấy anh chị, tránh trường hợp là sẽ gửi đi gửi về nha mấy anh chị. Rồi, vô sản phẩm thứ nhất ha. Đây là một cái thương hiệu Ririt ha. Cái áo này toàn bộ những cái sản phẩm ngày hôm nay đều là made in Japan hết nha mọi người, và đều là hàng mới hết, được em mua từ bên Nhật về. Mã số 1 có chiều ngang nách là 43, chiều dài là 69, dành cho những ai từ 60 cho tới 70 kg. Giá là 1,1 triệu nha mọi người. Cái áo này ở trên cái áo nó để size là XL à. Nhưng mà thật ra cái áo này cái độ co giãn của nó rất là cao. Cái độ co giãn của nó rất là cao nha. Và cái áo này theo cái dạng là thun đời mới đó mọi người. Cái trên đây nó là màu cam ha. Màu cam và ở dưới này giống như là màu cam. Nói chung nó màu cam đó mọi người ơi. Và đây cái tay áo của nó là dạng này ha. Là một miếng thun như vậy thôi mọi người. Độ co giãn là 4 chiều nha. Giãn 4 chiều. Tất cả áo hôm nay là đều là made in Japan hết là mọi người. Em chỉ đưa cho mọi người xem một cái đầu tiên này thôi nha. Còn những cái thứ hai cái đi em khỏi phải đưa để nó đỡ mất thời gian. Thì em bán hàng thì có sao nói vậy nha mọi người. Ví dụ trên áo nó có chữ China thì em sẽ nói chữ China, made in China. Còn nếu không có để chữ gì thì em thông báo là không có để chữ. Rồi, mã số 1 này giá là 1,1 triệu nha mọi người. Dành cho những ai 60 cho tới 70 kg. Rồi, tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 có chiều ngang nách là 43, chiều dài là 69. Nhưng mà cái áo này thì dành cho người 55 cho tới 63 kg trở lại thôi nha. Từ 55 cho tới 63 kg trở lại thôi. Giá của cái áo này là 900 ngàn nha mọi người. Và em cũng xin nhắc lại là mỗi một cái áo về sẽ được tặng kèm thêm một cái kính nha mọi người. Để cho những anh chị nào mà vô sau mà không nghe lúc đầu á, để cho những người đó đều biết hết ha. Này, đây là phía sau ha. Cái áo này thì cái tay của nó là như vậy nha mọi người, chứ không phải là một miếng thun như cái áo hồi nãy nha. Và cái áo này ở cái phân khúc rẻ hơn cái áo hồi nãy. Cái áo này là 900 ngàn thôi mọi người ơi. Cái lai áo nó vẫn là một cái miếng thun vậy ha. Một miếng thun phía dưới này. Cái này toàn bộ áo này là có dây kéo là tới cái vạt áo hết nha mọi người. Trên cái áo này nó để là size là M nha. Size M. Để em coi lần nữa có phải made in Japan không. Nếu đúng rồi, made in Japan.
Rồi ok. Mã số 2 dành cho những ngày là 55 cho tới 63 kg, giá là 900.000. Rồi tiếp theo là mã số 3. À, cái này là mặc dù tặng theo kính nhưng mà thứ nhất là kính là phải còn đẹp nha mọi người. Thứ hai nữa là tặng là giá sản phẩm vẫn y nguyên nha, không có nâng giá sản phẩm lên nha. Áo này trước đây em bán 900.000 thì bây giờ vẫn giá đó chứ không có nâng giá lên nha mọi người. Chứ không phải tặng mà nâng giá lên nha. Rồi, ok, mã số 3 có chiều ngăn nách là 46, chiều dài là 70. Thì dành cho những ai từ 65 cho tới 70 kg. Giá cũng là 900.000 luôn nha mọi người. 900.000 luôn. Ồ, phía sau hơi chim còn một tí ha mọi người ha. Ở trên áo thì em thấy nó để size là size M nha mọi người. Size M và vẫn là made in Japan luôn. Rồi, ok, mã số 3. Mã số 3 này dành cho người 65 70 kg, giá 900.000. Rồi tiếp theo là mã số 4. Đó, một cái áo sẽ kèm theo một cái kính, tặng theo một cái kính, và ai mua sớm thì sẽ lựa được cái kính, sẽ có cơ hội lựa. À, mã số 4 có chiều ngang nách là 46, chiều dài là 72. Thì dành cho những ai từ 65 cho tới 70 kg, giá vẫn là 900.000 luôn. Toàn bộ sản phẩm ngày hôm nay đều là áo mới hết nha mọi người. Áo số 4 này là 65 cho tới 70 kg, mặc là vừa. Ở trên áo em thấy nó để là size XL. Size XL. Mỗi một áo sẽ được tặng theo một cái kính được em mua từ bên Nhật về. Mua nguyên hộp kính về để tặng thôi mọi người ơi. Đây là chất liệu thun của nó ha. Thun mỏng nha, cái này mặc mùa hè nha mọi người. Rồi, ok, áo Ririk, một cái thương hiệu của Nhật. Rồi, mã số 4 này là 65 70 kg mặc nha mọi người, giá vẫn là 900.000. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 có chiều ngăn nách là 40, chiều dài là 67, thì ai 50 cho tới 55 kg mặc là vừa nha mọi người. Giá là 900.000. Rồi, lưu ý giùm em cái áo này size nhỏ nha. 50 cho tới 55 kg mặc thôi, nhưng mà với điều kiện là cao 1m65 nha. Và đặc biệt là anh chị mình nghe em công bố hai cái kích thước của cơ thể đó, trọng lượng á mọi người. Thì mọi người hiểu là cái áo này dành cho người 50 cho tới 55 thì ai 55 kg mặc vô nó sẽ ôm vô sát người nha. Còn ai 50 kg thì mặc vô nó sẽ hơi dư ra một tí. Rồi, mọi người muốn là mặc ôm hay là mặc rộng rộng ra thì mọi người cứ theo cái con số đó. Rồi đặc biệt là người nào mà có bụng bia đó thì khi mà mua đồ á nhớ nói giùm em tiếng để em sẽ tìm cách lựa cho mấy anh chị có bộ đồ thật là đẹp để mà mặc. Trên áo nó để là size S nha mọi người. Size S. Tất cả đều là made in Japan hết. Rồi ok. Mã số 5 này ai 50-55 kg mặc là vừa nha mọi người. Và ngoài ra thì mọi người nhớ để ý giùm em là cái chiều dài của cái áo đó. Có nhiều người thích mặc ngắn, thích mặc dài, mà lúc mua áo không chịu để ý em đọc cái chiều dài đó, mua xong rồi về là gửi lại là do nó ngắn quá hoặc nó dài quá. Mọi người nhớ để ý chiều dài giùm em nha. Tiếp theo là mã số 6. À, có chiều ngăn nách là 43, chiều dài là 70. Thì dành cho những ai từ 60 cho tới 68 kg, giá vẫn là 900.000. Và mỗi áo đều được tặng một cái kính nha mọi người. Dạ em cũng xin lấy phép mọi người, em cũng lặp lại vậy để cho những người vô giữa chừng người ta nắm được ha. Rồi ok, mã số 6 phía sau nó là vậy ha. Cũng đơn giản thôi. Trên áo nó để là size L ha. Size L. Toàn bộ này là áo mới hết nha mọi người, chưa sử dụng nha mọi người. Rồi tiếp theo là mã số 7. Mã số 7 có chiều ngăn nách là 47, chiều dài là 72. Dành cho những ai từ 68 kg cho tới 72 kg, giá vẫn là 900.000. Một cái áo tặng một cái kính mấy anh chị ơi. Nhân dịp 20 tháng 10. Đó. Phía sau áo này hình như là em thấy nó cũng hơi nổi đó ha, màu cam này nó hơi tươi nha. Ở trên là màu cam hơi tươi, ở dưới là nó chuyển lại đậm chút xíu. Rồi ở trên áo nó để size XXL, size 2XL nha mọi người. Áo mới tinh luôn. Áo này là áo mỏng để mặc mùa hè nha. Rồi ok, cho qua mã số 7. Tiếp theo là mã số 8. Có chiều ngăn nách là 39, chiều dài là 67. Dành cho những ai từ 50 cho tới 60 kg. 50 cho tới 60 kg nha mọi người. Giá của cái áo này là 1.1 triệu. Chiều ngang nó chỉ có 39 thôi nha, nhưng mà 60 kg mặc vẫn được nha, là do cái dạng áo, cái loại áo mà 1.1 triệu này nè, là cái tay đời mới đó. Cái thun của nó co giãn nhiều hơn cái áo mà loại 900.000 kia nha mấy anh chị. Số 8.
50-60kg mặt là vừa. 50 hoặc 60kg. Đây là phía sau ha. Đây là dạng áo đời mới nha, cái tay nó là một miếng thun như vậy nha mọi người. Cái tay nó là một cái miếng thun nha. Cái lai của nó cũng là một cái miếng thun luôn. Tay áo nó là một cái miếng thun dè bự vậy luôn. Ở trên áo nó để là size M. Trên áo nó để size M. Có giá tiền ở bển luôn nè mọi người. 17.600 yên nè mọi người. Là mua tại bên bển thôi là đã gần 3 triệu rưỡi rồi đó. Nhưng mà về đây thì em đợi nó giảm giá, về đây thì chỉ còn có 1 triệu mốt thôi nha mọi người. Đây là cái tem rõ ràng là người ta bán ở bển luôn nè. Tem kiểu Nhật nè. Màu là cam nè, size M nè, có mã vạch nè, có giá nè. Rồi ok. Cá này là dạng thun đời mới nha mọi người nè. Cái tay của nó nè là một miếng thun vậy luôn. Chứ nó không có xếp ly lên để nó may lại giống cái kia. Phía trước này là thun dạng 4 chiều luôn nè. Thun này nó mịn, cực kỳ mịn luôn. Giờ vô nó mát lạnh luôn giống như lụa vậy đó. Rồi mã số 8 em xin cho qua nha. Ai 50-60kg mặc vừa. Và em xin nhắc lại là mỗi cái áo sẽ được tặng một cái kính nha mọi người. Rồi tiếp theo là mã số 9. Có chiều ngang nách là 39, chiều dài là 67. Vậy là bằng cái hồi nãy luôn mọi người ơi. Dành cho ai 50-60kg mặc là vừa. Giá là 1 triệu mốt. Vẫn là 1 triệu mốt nha. Cái form này, cái kiểu này là giá 1 triệu mốt nè mọi người. Cái form tay đời mới nha. Cái tay này là dạng tay đời mới. Phía sau của nó là vậy ha. Đơn giản thôi ha mọi người. Rồi, trên áo nó vẫn để là size M luôn ha. Nói chung là size thì bằng với cái hồi nãy đó mọi người ơi. Phía trước này vẫn là thun 4 triệu luôn. Giờ mát lạnh luôn. Rồi ok, số 9. Số 9 này thì 50-60kg mặc là vừa nha. Tiếp theo là áo số 10. Nó cũng giống như cái qua dân của áo hồi nãy, nhưng mà cái size nó nhỏ hơn chút. Có chiều ngang nách là 36 thôi. Chiều dài là 64. Thì từ 48kg cho tới 53kg trở lại thôi. Từ 48 cho tới 53kg nha mặc là vừa. Giá vẫn là 1 triệu mốt nha mọi người. Giá 1 triệu mốt nha. Cái mẫu này với mẫu số 9 hồi nãy nó giống nhau, nhưng mà nó chỉ khác cái size thôi. Ở đây cái túi nó luôn luôn nó có dây kéo vậy nha mọi người. Áo đời mới bây giờ là nó có dây kéo vậy đó. Vẫn là thun co giãn 4 chiều ha. Vẫn là cái tay áo là như vậy ha. Đây là tay áo của nó, một cái miếng thun thôi. Rồi ok. Em xin cho qua nha. Áo số 10 giống với áo số 9 luôn mà khác size thôi. Tiếp theo là áo số 11. Có chiều nách là 37. Chiều dài là 66. Thì ai từ 48kg cho tới 55kg mặc là vừa. Giá vẫn là 1 triệu mốt luôn. Giá vẫn là 1 triệu mốt và được tặng một cái kính đeo mắt, một cái kính râm. Một lát nữa em sẽ lấy kính râm ra cho mọi người lựa nha. Đây phía sau nó ha. Áo này phía sau đẹp ha, có những cái lá cờ giống như mình chuẩn bị mình về đích vậy đó ha. Ở trên áo để là size S nha mọi người. Size S. Áo thun đời mới, tay cũng vậy luôn. Nói chung là cái dòng mà 1 triệu mốt là tay nó đều là như vậy hết mọi người. Cái ống tay nó vậy nè. Cái ống tay này là thun co giãn 4 chiều nha, cho nên khi mà cái anh nào mà có tay bự bự ha, mặt nó bó vô cái tay nó lộ cơ ra rất là đẹp luôn mọi người. Em thích cái tay này lắm. Rồi ok. Mã số 11 này giá là cũng là 1 triệu mốt và từ 48 đến 55kg nha. Tiếp theo là áo số 12. Áo số 12 có chiều ngang nách là 39, chiều dài là 67. Thì 50 cho tới 60kg mặc là vừa. Từ 50 cho tới 60kg mặc là vừa nha. Giá vẫn là 1 triệu mốt luôn nha mọi người. Cái loại thun mà áo đời mới như vậy nè là 1 triệu mốt đó nha. Và tất cả em xin lặp lại là tất cả áo này đều là made in Japan hết nha mọi người. Do Nhật sản xuất hết. Và là áo mới chưa qua sử dụng. Toàn bộ sản phẩm ngày hôm nay, video này hơi đặc biệt ha. Là chỉ bán đồ mới thôi. Trên áo nó để size M ha. Đây là tay áo ha. Tay áo size M. Quá đã luôn ha. Rồi ok. Áo số 12. Giá vẫn là 1 triệu mốt. Dành cho ai 50 cho tới 60kg. Rồi ok. Như vậy là em sẽ giới thiệu tiếp tới cái phần tặng kính cho mọi người nha. Tiếp theo là em sẽ giới thiệu phần tặng kính. Đây là cái hộp kính em mua từ bên bển về. Rồi để em bỏ ra cái đi rồi em sẽ quay tiếp cho mọi người coi nha. Rồi đây là toàn bộ kính mà em tặng cho mấy anh chị trong ngày hôm nay ha. Mỗi anh chị mua một cái sản phẩm áo thì được tặng một cái kính.
Và trong những kính này em đã tuyển chọn ra hết rồi. Đây là cái kính số 1, có chiều ngang là 13 nha mọi người. Em đo chỗ mà hai mình cụp hai vô hai bên vậy nè, chỗ hai bên này nè là em đo được là 13, em đo sẵn rồi cho nó đỡ mất thời gian của mấy anh chị. Rồi, kính mã số 1 ha. À quên nữa, để em đo cái chiều cao của cái chồng cho anh chị câu luôn chứ hả. Rồi, đo chiều cao luôn đi, tặng cũng phải cho nó. Rồi, 4.5, chiều cao của cái chồng là 4.5 nha. Đây là kính số 1. À, bên ngoài nó tráng gương, bên trong là kính râm ha, kính râm. Bên ngoài nó tráng một lớp gương. Số 1, chiều ngang 13. Rồi, đây là kính số 2, chiều ngang là 13.3 cm. 13.3 nha, đây là khoảng 4.3 cm, chiều cao của cái chồng là khoảng 4.3 cm. Đây, đây là kính số 2 ha. Em đã lựa ra những cái đẹp em mới tặng nha. Còn đẹp mới tặng. Chứ đồ tặng mà nó xấu quá thì em không có tặng, em dục quăng bên. Rồi, kính này là kính số 3 ha. Kính số 3 này bề ngang là 13.5 cm nha mọi người. Bề ngang là 13.5, đây là kính nó có tráng gương nha. Khoảng cái chồng kính nó khoảng hơn 4 cm một chút. Đây ha. Cái chồng cái gọng thì còn bóng láng luôn mọi người ơi. Mua về nhưng mà không bán luôn, để tặng thôi. Chơi cho vui. Rồi, kính số 4. Mọi người nhớ lựa coi cái nào vừa với cái khuôn mặt của mình thì hả lấy nha. Để thôi lấy về cái đeo nó không vừa khuôn mặt, nó không đẹp. Kính số 4 này có chiều ngang của cái chồng em đo được là 12.5 cm. Nó hơi nhỏ nha, 12.5. Anh chị nào có cái khuôn mặt là khoảng 13 cm trở lại thì đeo cái kính này được. Cái này là số 4. Thì anh chị cứ đếm bên đây nè. 1, 2, 3 nè. Rồi 4 ở đây là em đang lấy nè. 5 nè, 6 nè. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Rồi sẽ có 12 cái kính nha mọi người. Cái này là kính râm đen nha mọi người. Rồi, số 4 này là 12.5 cm. Rồi, số 5. Số 5 này là 13.5 cm nha. Chiều ngang của cái kính này là 13.5 cm. Ồ, kính này còn đẹp quá trời luôn, ngầu luôn á mọi người ơi. Ờ, cái này thương hiệu Buma nè, có cái con báo nó đang phóng lên nè. Thương hiệu Buma nè, thương hiệu lớn nha. Đẹp từ trong ra ngoài luôn. Chưa có chỗ chày nào hết á mọi người ơi. Mặc dù là kính tặng nhưng mà ngon nha. Toàn bộ em mua từ bên Nhật về hết. Này là 13.5 nha mọi người. Rồi, tới cái số 6. Cái nãy là số 5 nè, bây giờ số 6 nè. Cái này cũng là 13.5 luôn. Chiều ngang của cái này vẫn là 13.5 luôn. Ngầu ghê không. À quên, nãy giờ quên đo cái chồng ha. Tặng cũng phải đo chứ, cho khách hàng biết. 4 cm, chiều cao của cái chồng là 4 cm. Kính râm đen, kính râm. Mã số 6. À, ai vô mua trước thì được lựa ha mọi người ha. Còn mua sau thì còn cái nào lấy cái đó giùm em nha. Rồi, cái này là mã số 7. Mã số 7 này là chiều ngang là 13.5 cm. Cái chồng này, cái gọng này đẹp nè. Em thấy gọng này đẹp nè. Nhựa dẻo, chưa một vết xước luôn nha mọi người. Ở trong đây chỉ có một hoặc hai cái kính là có một hai điểm vết xước nhẹ nhẹ thôi, chứ không phải là xước mạnh. Xước mạnh là em vạt qua một bên rồi không có tặng. Tặng cái đồ mà người ta xài được thì mới trân trọng chứ. Rồi, ok, mã số 7 nha, chiều ngang là 13.5. Rồi, cái chồng này chắc cỡ 4 quá. 4 cm cái chồng. Chiều cao của cái chồng kính. Rồi, mã số 5 số 7 rồi tới số 8 nè. Mã số 8 này là 13 cm nha mọi người. Chiều ngang nó 13 cm. Ở đây nó để là Los Angeles gì nữa nè. Cái kính này nó đóng chữ LA lên đây luôn nè, Los Angeles. À, màu trắng này em thấy nó hơi xuống màu một tí, hơi ngã màu một tí nha, do nó là màu trắng cao su á, cái phần màu trắng này là cao su nè. Cái này cái chồng kính là 4 cm nha mọi người. Hình như em thấy là nó có tráng một lớp gương bên ngoài nữa, tráng gương đó mọi người ơi. Rồi, ok, cái này là số 8 nha, chiều ngang là 13. Rồi, tới cái số 9. Cái số 9 này chiều ngang là 13.3 cm. 13.3 cm. Ồ, kiến này cũng khá là ngầu ha. Ở đây nó có ẹo lên chút nè. Ẹo lên đây một chút. Rộng còn rất là đẹp luôn.
đẹp từ cái chồng cho tới cái gọng luôn mọi người ơi, không có một điểm xước luôn. Kính này đẹp nè, 13.3 cm, kính râm đen. Rồi đó là mã số 9 nha. Rồi tiếp theo là mã số 10, kính tặng mã số 10, chiều ngang là 13.4 cm nha mọi người. Ở đây nó để chữ Bonstone vậy đây nè. Cái kính này á, thì cầm lên có vẻ như là một cái kính nó không có có đắt tiền lắm, nhưng mà khi mà đeo vô thử á mọi người là nó chùm vô mắt mình luôn, nó chùm sát vô mắt luôn. À, hai bên đây nó có hai cái gọng của nó có miếng thêm một miếng nhựa bên hông nè. Đó, nó chùm vô mắt mình luôn. Ở trên này cũng vậy nè. Là đeo này là nó chụp vô sát mắt luôn, khỏi sợ bộ hông bay vô. Chiều ngang là 13.4 cm nha mọi người. Kính râm đen. Rồi tới số 11. Ồ, kính này đẹp nha. Số 11 này là chiều ngang nó là 14 cm nha mọi người. 14 cm, mã số 11. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Cái gọng của nó, lò xo nó búng tạc tạc luôn. Đẹp từ trong ra ngoài. Cái chồng kính này cỡ 4.3 cm. Rồi mã số 11 này là bề ngang nó là 14 cm. Rồi tiếp theo là mã số 12, là một cái kính màu trà nha. Kính này màu trà, bề ngang là 13 cm nha mọi người. 13 cm, mã số 12. Đây ha, màu trà nha. Nó giót cái đít này ra cũng ngầu quá nha. Ồ, quá đẹp luôn. Em coi lại lần nữa mà. Trời ơi, kính này còn quá đẹp. Màu trà, còn đẹp. Từ gọng cho tới chồng đều đẹp hết. 13 cm. Rồi ok, vậy là bữa nay em tặng cho mọi người bao nhiêu đây kính đó. Mọi người mua một cái sản phẩm áo là sẽ được lựa một cái kính. Và mọi người đếm số trên đây nè, 1, 2, 4, 5, 6 bên đây. Đây là 7, 8, 9, 10, 11, 12 bên đây. Rồi mọi người liên hệ với số điện thoại mà em để trên góc phải màn hình á, hoặc là copy cái số Zalo em để dưới phần mô tả đó, rồi dán vô bát vô cái Zalo, xong rồi là mọi người gọi điện bằng Zalo để cho đỡ có tốn tiền điện thoại của mấy anh chị. Rồi nếu mà anh chị gọi điện cho em á, lỡ mà em đang chạy xe ngoài đường em không nghe máy được thì mấy anh chị thông cảm nha. Mấy anh chị liên hệ Zalo thì có người ngồi trên máy á, để trả lời mấy anh chị nó nhanh hơn là mấy anh chị gọi điện trực tiếp cho em. Rồi khi nào mà em về tới nhà rồi thì có cuộc điện thoại thì em mới nghe được, chứ chạy ngoài đường thường là em không có nghe điện thoại được. Mấy anh chị thông cảm giùm em nha. Rồi ok, cảm ơn anh chị đã coi video và đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Hẹn gặp lại mấy anh chị trong video tiếp theo. Goodbye.